Nếu như chẳng thể giúp được ai, thì đừng buông những lời cay đắng. Hãy giữ mình trong phút giây tĩnh lặng, nghĩ cho người bằng đôi mắt cảm thương. Thầy bảo rồi, ai cũng vấp ngã trên đường, ai rồi cũng có những ngày tưởng như là cùng tận. Đừng phỉ báng người đời nuôi hờn giận, đừng rẻ khinh ai khốn khó cùng đường. Thầy dạy các vị làm người, hãy học cách bao dung, để sống bằng một trái tim rộng lượng, để cuộc đời yêu thương và tin tưởng. Đừng nhỏ nhen chắc lép để làm gì, nào ai biết được con đường ngày mai ta đi, có bao cơn giông đợi chờ phía trước, có bao ánh nhìn rẻ khinh xuôi ngược, có bao nhiêu lời sắc nhọn tựa gai đâm. Khi con đi qua những năm tháng thâm trầm, mới hiểu được bao dung là vốn quý, thì con hãy cứ nhìn cuộc đời hoan hỷ, nhận về mình chút khờ khạo có sao đâu.